Tức giận vì bạn thân đã giành lấy người vợ của mình, Thủy Tinh dâng nước lên cao, Hồng đòi lại Mỹ Nương, lũ lụt dâng cao làm bao người dân khốn đốn, cây cối và động vật không thể sống nổi. Vị thánh đầu tiên chẳng xa lạ gì với chúng ta chính là Sơn Tinh, tự Tản Viên Sơn Thánh. Thủa xa xưa, Sơn Tinh là một vị thần trú ngự tại dãy núi Ba Vì. Chàng cùng Thủy Tinh là hai người bạn thâm giao, cùng ngự tại động Gia Ninh, Châu Phong. Sơn Tinh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chàng chỉ tay đến đâu thì cây cối mọc đến đấy, muôn thú đều yêu quý chàng. Thủy Tinh cũng không kém cạnh, chàng có khả năng điều khiển dòng nước, mang về cá tôm và hỗ trợ cho nền nông nghiệp lúa nước của nhân dân. Cả hai đều tài giỏi và là những vị công thần đã giúp nhân dân trồng trọt và phát triển nền văn minh lúa nước tại Đại Việt. Vào một ngày nọ, vua Hùng thứ 18 có con gái đã đến tuổi cập kê là Mỹ Nương, đã ra quyết định kén rể cho con gái, đồng thời truyền lại ngôi vương cho con rể tương lai. Cả hai vị thần đều mong muốn cưới được Mỹ Nương làm vợ. Vì vậy, vua Hùng đã ra quyết định sáng sớm ngày mai, hễ ai là người mang đến sính lễ gồm voi chín nhà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mào sớm nhất thì sẽ được thành hôn với công chúa. Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đã nhìn chân đến trước, vì vậy chàng đã được vua Hùng gả con gái làm vợ. Tức giận vì bản thân đã giành lấy người vợ của mình, Thủy Tinh dâng nước lên cao, Hồng đòi lại Mỹ Nương, lũ lụt dâng cao làm bao người dân khốn đốn, cây cối và động vật không thể sống nổi trước dòng nước cuồn cuộn của Thủy Tinh. Nhưng kỳ lạ thay, lũ dâng cao bao nhiêu thì núi của Sơn Tinh lại càng cao bấy nhiêu, khiến Thủy Tinh không thể bì kịp. Thất thế và bại trận, Thủy Tinh đành rút lui. Từ đó Sơn Tinh và Mỹ Nương sống hạnh phúc bên nhau. Người dân cũng vì công ơn chống lũ của Sơn Tinh mà phong ông làm vị thánh đầu tiên trong bốn vị thánh tứ bất tử Việt Nam, tức Tản Viên Sơn Thánh.